Mừng các bạn quay trở lại với Solar Channel nhé. Và trước mắt của các bạn đây là hai chiếc flycam, con này là SG107 Max, con này là con ZD011 Pro. SG107 Max thì có mức giá hiện tại là 1.750.000, còn ZD011 là 2.150.000, tức là chênh nhau khoảng 400.000. Thì trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xem thử là giữa một chiếc flycam là 1.750.000, 2.1 này, đó thì nó khác nhau như thế nào. Đấy, mức giá cách nhau là 400.000 và hai chiếc flycam này đều là hai chiếc flycam chất lượng trong mỗi mức giá của nó anh em nhá. Mình cũng đã chơi thử nhiều những chiếc flycam trong cái phân khúc giá rẻ rồi, thì mình nhận thấy là nếu như ai chúng ta đang có nhu cầu là tìm mua những chiếc flycam mà giá rẻ tầm như thế này để tập bay, tập chơi và làm quen thì đây là những sự lựa chọn mình nghĩ là ok. Đây là SG107 Max. Con flycam này thì nó chưa có gimbal chống rung anh em nhé. Camera sẽ không có gimbal chống rung. Con này có ưu điểm đó là động cơ không chổi than, cùng với đó là có GPS. GPS thì anh em có thể là máy bay có thể là tự bay về khi mà mất kết nối hoặc là pin yếu nhá. Rồi là có cảm biến bụng này. Con này thì một cái ưu điểm nữa đó là trong phạm vi khoảng 1 km thì nó bay khá là sóng khá là khỏe anh em ạ, trong khoảng phạm vi 1 cây. Đó. Thiết kế nhỏ gọn và cái chất nhựa bình nhìn bên ngoài nhìn cũng rất là đẹp nhá. Đấy, con này thì nhiều anh em cũng rất là thích trong cái tầm giá 1.750.000 dưới 2 triệu để mà tập chơi. Đây là cái tay cầm điều khiển của nó, thì tay cầm đã có màn hình LED để hiển thị thông số khi bay này. Một cái điểm nữa mà mình rất thích ở cái con SG107 Max này đó là cái cảm biến độ cao nó khá là ngon anh em ạ. Khi mà anh em cất cánh lên ở những cái khu vực không GPS mà anh em bay độ cao tầm 3 mét trở lại, cảm biến hoạt động khá là ổn định và giữ cho máy bay nó giữ vị trí khá là chắc nhá. Đó. Và rất là tốt cho anh em nào mà chúng ta muốn bay ở nơi mà ví dụ bay trong nhà hay bay nơi nào không có GPS á, thì con này có thể nói là bay khá là an toàn này. Đó là SG107 Max. Còn con flycam này đó là con ZD011 Pro. Anh em thấy nhìn rất là đẹp ha. Cái chất nhựa của hai chiếc flycam này nó khá là giống nhau anh em này. Cái chất nhựa nhám, cái chất liệu nhìn rất là giống nhau. Đó, và nhìn rất là bắt mắt nhìn bên ngoài. Cái con ZD011 Pro này thì nó đã có lại gọi là gimbal 2 chục anh em ạ. Nó có gimbal chống rung 2 chục. Và đây là cái ưu điểm lớn nhất của chiếc flycam này. Theo mình nghĩ là như vậy. Đó, có gimbal chống rung 2 chục. À, trong cái tầm giá khoảng 2.150.000 thì mình thấy là chưa có chiếc flycam nào mà được trang bị gimbal chống rung 2 chục cả. Đó, có con này là đầu tiên mình thấy. Và với gimbal chống rung thì nó sẽ giúp cho cái video nó sẽ ổn định và nó mượt mà hơn rất nhiều so với việc không có chống rung. Và giúp cho anh em có một cái giải pháp là quay phim và sử dụng được cái video anh em quay. Đó. Và con này thì có GPS này, động cơ cũng không chổi than y hệt như là động cơ của con SG107 Max. Hai con động cơ không chổi than giống hệt nhau nhá. Con này có GPS và có cảm biến bụng luôn. Tuy nhiên thì cảm biến bụng của con ZD011 thì mình cảm thấy là nó chưa tốt bằng con SG107 Max. Nhưng mà đổi lại là nó có gimbal chống rung này. Cái thứ ba nữa đó là cái con này sóng của nó cũng bay khá là khỏe trong phạm vi là 1 km. Cả hai con này có đặc điểm tương đồng, đó là phạm vi hoạt động của nó chỉ đâu đó maximum khoảng 1 km thôi, và trong tầm khoảng 500-600m là cái cự ly mà nó sẽ duy trì cái sóng ổn định và tín hiệu tốt nhất. Nếu như anh em muốn phạm vi bay an toàn thì chỉ nên bay ở trong phạm vi tầm khoảng 500m trở lại thôi anh em nhé. Còn nếu chúng ta bay xa hơn thì đòi hỏi là phải môi trường phải ít gió này, ít gió và gọi là sóng GPS khỏe này, môi trường chống thoáng là ok. Tay cầm của ZD011 Pro thì nó cũng đã có một cái màn hình LED ở chỗ đây. Về mình đánh giá thì cái tay cầm của cái con ZD011 Pro nó cho cái cảm giác cầm nắm nó chắc chắn và đầm hơn là so với cái tay cầm của con SG107 Max. Đó, anh em quan sát hai cái tay cầm điều khiển này. Đó. Nói chung là về một chiếc flycam thì chúng ta cũng ít để ý tới cái thiết kế của cái tay cầm. Tuy nhiên thì anh em thấy là cái tay cầm sao cầm cho nó chắc chắn và chúng ta điều khiển cho nó cái cảm giác là nó êm tay là chúng ta thấy là nó sẽ là ok. Về hai tay cầm thì mình đánh giá của ZD011 Pro ngon hơn. Như vậy thì anh em thấy này, thiết kế về cái trọng lượng cũng như là kích thước của cả hai con flycam này thì nó tương đồng nhau ha. Đấy, nhìn nó gần như bằng nhau. Và chất nhựa, chất liệu cũng như nhau. Thời gian bay thì cũng như nhau này, tầm khoảng 20 đến 22 phút. Cái sóng truyền với phạm vi bay thì cũng tương đương nhau này. Rồi cũng có đều có cảm biến bụng này, đều có GPS. Tuy nhiên điểm khác nhau lớn nhất đó là cái phần gimbal. Đó, một con thì không có chống rung, một con thì có chống rung. Đó. Và tất nhiên là cái con có chống rung thì nó sẽ có một cái mức giá nó cao hơn so với con không chống rung rồi. Các bạn đang theo dõi đây đó là cái chất lượng quay phim từ hai chiếc flycam
một con là SG107 Max và con ZD011 Pro. Thì rõ ràng là anh em thấy là hai chiếc flycam này thì nó khác nhau, điều cơ bản đó là cái con ZD011 thì nó có gimbal 20. Đó, thành ra là anh em xem video anh em sẽ thấy một cái sự khác biệt rõ ràng giữa việc là camera có gimbal chống rung và không gimbal chống rung anh em ha. Con SG107 thì không có gimbal chống rung nên là cái hình ảnh nó rất là rung lắc và giật như anh em đang xem. Trong khi đó thì ZD011 thì nó có chống rung, có gimbal nên nó giảm đi khá nhiều cái sự rung lắc. Nhưng thì vẫn có cái sự rung lắc nhẹ trong đó, nhưng mà với mức giá thì cái khả năng chống rung nó chỉ ở mức đó thôi anh em ạ. Và rõ ràng thì các bạn thấy được sự khác biệt này. Thứ nhất đó là nếu như anh em là chúng ta sử dụng flycam nhé để mà quay phim thì anh em có thể sử dụng được cái đoạn video quay đó, thì anh em bắt buộc phải mua chiếc flycam mà nó có chống rung, ít nhất là như con ZD011 Pro này, để cho cái việc mà hình ảnh nó mượt mà vẫn ổn định và người xem chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn khi xem video, nó không có bị giật và nó rung quá nhiều đấy. Cái thứ hai nữa là nếu như anh em mà chỉ dùng flycam để anh em là quay khảo sát này, anh em quay khảo sát tức là anh em coi cái màn hình truyền trực tiếp về cái điện thoại đấy để anh em mà khảo sát hay là thăm dò tình hình các thứ, thì và anh em không cần phải quay video lại thì có thể là sử dụng những chiếc flycam không có chống rung cũng được, anh em vẫn có thể là nhìn được, vẫn quan sát được đó, thì có thể là con SG107 nó đáp ứng được cái việc đấy. Thêm nữa đó là cái chất màu rõ ràng anh em thấy khác biệt đúng không? ZD011 Pro nó cho được cái chất độ chi tiết nó rõ hơn, cái độ sắc nét và chi tiết nó rõ ràng hơn, nó độ chi tiết nó nhiều hơn là so với con SG107 Max, công nghệ camera nó hơn đó. Còn về cái màu sắc anh em nhé, cái màu sắc nó phản ánh có nó chân thực, nó có sinh động, có sống động hay không so với cái cảnh mà anh em bay thực tế đó, thì cái đấy là anh em có thể khắc phục bằng cách là anh em đưa lên phần mềm anh em chỉnh sửa đi một chút thì nó cũng có thể khắc phục được. Anh em chỉnh sáng lên, chỉnh màu, lút màu lên thì nó sẽ nhìn nó sẽ đẹp hơn một chút. Còn với cái độ chi tiết thì cái đó là cái bản chất, cái công nghệ của camera rồi anh em, nó như thế nào thì anh em để quay chỉ ở mức đó thôi. Rõ ràng vì hai chiếc flycam này để mà so sánh, hai chiếc flycam này so sánh về camera thì con ZD-01 Pro nó vượt trội hoàn toàn so với SG-07 Max rồi. Tổng kết lại để đánh giá thì theo mình nhá, thì mỗi con nó đều có một cái điểm riêng. Ví dụ anh em chọn chiếc flycam trong tầm giá ngân sách tầm khoảng 1.750.000 đó, thì 1.750.000 thì anh em chọn SG-07 Max này đó, nó không có chống rung. Nhưng mà nếu anh em không có cần quay video lại đâu, không có sử dụng cái dữ liệu quay video nhiều, anh em chỉ cần bay lên bay tập trải nghiệm điều khiển cũng như là gọi là bay để anh em có thể quan sát xem cái hình ảnh nó truyền về trên điện thoại thôi, xem trực tiếp thôi, thì chúng ta ưu tiên chọn con này hơn. Tại vì là chúng ta không cần chống rung mà, trong khi sóng và thời gian bay nó cũng tương đương với con này. Còn nếu như anh em nào mà chúng ta video chúng ta cần sử dụng nhá, quay lại thì đòi hỏi nó phải có chống rung, gimbal chống rung để hình ảnh nó ổn định hơn, thì anh em chọn con này. Con này nó đắt hơn con này 400.000 thì đổi lại việc là có chống rung. Còn công nghệ truyền sóng, thời gian bay và cảm biến bộ thì như nhau đấy, kích thước thì cũng như nhau luôn. Đó thì anh em có thể là tự cân nhắc và chọn cái con nào mà nó phù hợp với tùy từng người ha.